Xin chào toàn thể anh em đã quay trở lại với kênh Hoài Bãi nha. Hôm nay thì mới kiếm được cho anh em một thùng máy mài tay anh em nhé. Đó, này có số lượng là tầm khoảng 30 cái. Đó, thì nguyên hộp luôn. Đó, mới đét đẹp. Cái này là hàng hàng mới đập hộp của hàng Việt Nam anh em nhé. Hàng Việt Nam nhập khẩu. Đó, hãng Makute. Đó. Cái dòng này thì được nhập khẩu tại công ty xuất nhập khẩu TNT Việt Nam. Hàng chính hãng của công ty anh em có bảo hành luôn nhá. Đó, cái này thì sản xuất tại nhà máy là Zhongkang Xin Xiaochen. Đó. Được nhập khẩu trực tiếp về luôn anh em nhá. Hàng Trung Quốc loại 1. Đó, công suất là 850W, điện 220V nhá. Đó. Thì cái này là dòng mà máy mài 100ml nhá, đĩa 100. Đó, thì đây là nguyên bộ nó đây và hàng chính hãng luôn, là có tem chính hãng luôn nhá. Đây, cái tem này là tem niêm phong của nó. Đó, niêm phong của hãng Makute. Nên là chưa hàng anh em nhận hàng là được bóc tem này ra luôn nhá. Đó, nói chung là được bóc tem hết hàng xịn. Hàng chính hãng được công ty bảo hành cho anh em hết nhá. Đó. Đây thì có một trong một thùng này thì anh em nào lấy xỉ thì sẽ có giá tốt hơn một chút. Thì anh em nào lấy lẻ thì bên em sẽ bán lẻ cho anh em một từng cái một và bao ship tận nhà cho anh em nhé. Đó thì đây là em khui ra một hộp đây. Đó thì thân máy và máy là con này là công tắc gạt bên ngang anh em nhé. Đó, hàng này là nó rất dễ sử dụng và có công tắc gạt bên ngang, hàng chính hãng Makute. Có đập dập nổi ở bên thân máy luôn. Và trong công tắc rồi là có hàng dập nổi hết, nói chung hàng lại một bao xài cho anh em luôn. Ruột đồng 100% hết. Đó, giá cũng rất là tốt. Công suất là 850W, sử dụng đĩa là 100ml. Vòng tua là 11.000 vòng trên 1 phút. Đó. Rất là xịn. Thì trong cái này của nó là có một thân máy này. Có dây điện. Dây điện chắc chắn luôn. Đó, dây điện xin Makute luôn. Đó. Và tay nắm cầm này. Ở đây đang cần thì anh em biết ra rồi, thì có vặn vào đây có bên trái bên phải, anh em thích vặn bên nào vặn thôi nhá, rất đơn giản thôi. Và có một cái nắp chắn này, anh em nhìn nắp chắn xịn luôn, hàng xịn là nó có dập nổi hết nha em nhá, ốc chắc chắn luôn. Nói chung là hàng này hàng bên em bán hàng cao cấp nha anh em nhá, chứ không có chiên về hàng giá rẻ. Đó, nó đắt hơn vài chục nhưng mà nó xịn hơn tất cả các dòng khác nha em nhá, và được công ty bảo hành chính hãng luôn, bao đổi mới trong vòng 15 ngày anh em. Đó, đây. Có sách hướng dẫn và có tem bảo hành hết luôn. Đó, khui hộp ra cho anh em. Đó, bên em đợt này là phân phối thêm cả hàng mới chính hãng cho anh em nữa. Đây, phiếu bảo hành cho anh em, bảo hành của nó là công ty nó bảo hành cho là 4 tháng anh em nhé. Đó. Thời gian bảo hành cho anh em là 4 tháng kể từ ngày mua hàng. Nhưng mà bên em là hỗ trợ thêm cho anh em là 8 tháng nữa là trong vòng 1 năm nha em nhé. 4 tháng bảo hành công ty. Đó. Còn 8 tháng là bảo hành tại cửa hàng em nhé. Đó, rất là ok luôn rồi. Nói chung bảo hành 1 năm. Đó. Thì trong này là nó có cái thời gian hướng dẫn anh em và cái nội quy để bảo hành ấy. Đó. Thì đây là công ty chính hãng luôn. Đó. Công ty xuất nhập khẩu TNT Việt Nam. Đó. Thì địa chỉ ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, Đà Nẵng đều có hết anh em nhé. Những cái này đấy thì anh em có thể bảo hành tại công ty nó luôn. Đó, bởi vì hàng chính hãng là bảo hành toàn quốc hết. Đó, anh em có thể đem đến công ty của nó tại những cái nơi trung tâm như kiểu là thành phố Hồ Chí Minh, đó, Hà Nội, Đà Nẵng. Đó, và các cửa hàng bán lẻ của công ty TNT Việt Nam này. Đó, xuất nhập khẩu TNT. Đó, hàng chính hãng rất là xịn. Và nó được tặng kèm cho anh em một chổi than này. Chổi than là một cái lục giác. Lục giác để anh em vặn cái nắp chắn này nhá. Đó, này nó có cái ốc lục giác này, em vặn nắp chắn này. Đó, và thổi than theo máy này. Đó, anh em có thể thay thế vào khi cái thổi than nó hư và nó rất là lâu hư đấy. Đó, và cái sách hướng dẫn lắp ráp của nó hoặc là cách sử dụng này. Đó, sách hướng dẫn của nó. Đó, thì chọn bộ này thì bên em tặng kèm cho anh em một cái lưỡi cắt nữa. Đó, lưỡi cắt nữa thì sẽ là giá 750.000 em nhá. 750.000 bao ship tận nhà cho anh em. Đó là kèm nguyên một bộ này, gồm một cái vặn mở này. Đó, một cái lục giác này. Một cái nắp chắn lưỡi này.
dày luôn, hàng xịn. Và một phiếu bảo hành với cái sách hướng dẫn là một cái cặp chổi than và một bộ thân máy đó, và tặng kèm anh em một cái lưỡi cắt nữa đó. Thì anh em nào đặt hàng ấy thì liên hệ tiếp qua số điện thoại 0345 0539 giúp em nha. Đó, hàng cao cấp, nói chung bên em là đã phân phối hàng mới ấy, rồi là toàn hàng cao cấp thôi nhá. Đó, anh em nào thích xài hàng chất lượng thì anh em cứ đặt con này về bao xài thì anh em luôn. Đó, công tắc bên hông. Đó, rồi anh em nào chốt cái dòng này ấy, thì anh em cứ để lại số điện thoại hoặc là liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0345 0539 giúp em nha. Đó, bên em ship code toàn quốc, được kiểm tra hàng thoải mái, nhận hàng anh em mới thanh toán tiền nha. Đó, anh em chỉ cần để lại địa chỉ đặt hàng đó và bên em gửi ra tận nhà cho anh em, rồi anh em thanh toán tiền nhá. Đó, rồi xin cảm ơn toàn thể anh em nha. Anh em hoặc là anh em có thể ghé trực tiếp cửa hàng Hoài Bãi tại địa chỉ 165 đường Giải Phóng, thị trấn Phước An, huyện Cờ Đông Bách, tỉnh Đắk Lắk để đặt hàng anh em nhá. Đó, số lượng rất là nhiều luôn. Rồi, em xin cảm ơn toàn thể anh em nha. Em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn anh em đã theo dõi kênh của Hoài Bãi nha. Xin chào và hẹn gặp lại anh em nhé.